Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã vận đơn trên cái sàn thương mại điện tử là Lazada bằng cái máy nhiệt QI801BT này nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên điện thoại luôn nha. Thì ở trên điện thoại các bạn cần phải chuyển qua một cái app trung gian, một cái app thứ ba thì các bạn mới in được nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in nhiệt QI801BT không có sử dụng mực. Các bạn chỉ cần cắm điện vào và các bạn in thôi nha. Thì cái máy này có thể in Bluetooth trên điện thoại hoặc là in bằng máy tính hoặc laptop luôn nha các bạn. Thì cái máy này sử dụng cái khổ giấy là 80mm trở xuống nha các bạn. Thì đây là cái giấy in nhiệt của cái máy in này nha các bạn. Giấy này là giấy dán nha các bạn. Đây các bạn in xong đó các bạn tháo cái mặt keo ra là các bạn dán lên kiện hàng luôn nha. Rất là tiện lợi luôn nha các bạn. Cái sắp này là cái sắp 500 tờ nha các bạn. Có giá từ 70 tới 80 ngàn thôi, rất là rẻ. 500 tờ, các bạn in rất là thoải mái luôn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã vận đơn trên cái sàn thương mại điện tử Lazada nha. Ok, bây giờ các bạn vào trong cái app là Lazada Seller Center nè. Rồi, ở đây mình có một cái đơn nha. Rồi, mình vào cái đơn nè, đang chờ xử lý nè. Rồi, mình sẽ vào mình xử lý cái đơn này nha. Đóng gói và in nè các bạn. Rồi, bạn bấm xác nhận ha. Rồi, các bạn bấm chỉ in nha. Rồi, đây là cái đơn của Lazada nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm chuyển qua một cái app. Cái app Latch Label nè các bạn. Latch Label nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải cái app Latch Label này nha. Ở trên điện thoại á, điện thoại iOS thì các bạn vào App Store hoặc là Android các bạn vào CH Play nha. Các bạn vào các bạn tìm kiếm cái từ khóa là Latch Label nha. Đây, các bạn vào Latch Label thì cái ở đây nó sẽ có cài đặt nha, các bạn bấm vào cài đặt nha. Mình cài rồi á thì nó không có hiện chữ cài đặt. Thì cái phần mềm này nó sử dụng là tiếng Trung. Thì các bạn cũng rất là dễ các bạn. Ở đây nó có cái biểu tượng máy in nè. Các bạn bấm vào chỗ máy in nè. Ở chỗ này á, các bạn thiết lập cái khổ giấy. Cái khổ giấy bên mình á, là khổ giấy 76x130 nha các bạn. Đây các bạn thêm vào nè. Các bạn bấm ở trên là 76, ở dưới là 130. Rồi xong các bạn bấm cái nút bên đây nè, nút trắng bên đây nè. Là xong nha các bạn. Còn bên này là hủy. Mình cài rồi nên mình hủy nha. Rồi, ở đây á, là cái độ đậm của mực nè các bạn. Còn chỗ này á, là tốc độ in nè. Rồi, ở đây là in dọc, in ngang rồi. Mình để mặc định là in dọc nha. Rồi, mình bấm in nha. Kết nối máy in nè. Các bạn bật Bluetooth lên nè. Rồi, tìm máy in nha. Rồi, bấm vào kết nối máy in. Rồi, bấm in các bạn. Các bạn chờ xíu nha. Rồi đây các bạn ha, mình in tờ nữa cho các bạn xem nè. Đây các bạn ha, đây là cái mã vận đơn của Lazada mình vừa in ra nè, mực rất là đậm và nét luôn nha các bạn. Để mình dùng cái phần mềm quét barcode để mình quét thử cho các bạn xem nha. Đây các bạn ha, đây hai cái mã nè các bạn xem nè. Rồi ok các bạn, thì những bạn nào muốn mua máy in này á, mình để cái đường link Shopee, Lazada, TikTok bên dưới phần miêu tả. Các bạn xuống phần miêu tả các bạn click vào cái đường link đó để mua hàng, được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.